nổi và nổi. Hai chữ đó viết sao mà cho đúng. Cái gì mà chỉ cái sự nổi bật nổi trội trên cuộc đời là dấu hỏi hết. Cái gì tự động phình lên, cái gì tự nhiên xuất hiện ngang xương bất thình lình là dấu hỏi. Không cần biết, nổi mụn, tự động cái mặt nổi mụn lên, dấu hỏi. Mày bực bội mày nha, làm cho tao nổi nóng nha, dấu hỏi. Ngày bài đặt hôm nay chơi nổi là dấu hỏi. Ù, biển tự nhiên hôm nay nổi sóng, dấu hỏi. Đánh một hồi nổi bọt lên, dấu hỏi luôn. Thấy không? Bị áp bức quá, người nông dân nổi dậy, dấu hỏi. Thấy không? Đi ngang Cần Thơ thấy chợ Phong Điền, chợ nổi, nổi luôn. Thấy chưa? Rồi, đồ bởi vì đó, trẻ con, trẻ trâu bê hường nghe theo đảng làm những điều nông nổi, nổi lên. Thấy không? Mình đặt học không tới đâu, bài đặt đi ra ngoài làm nổi. Thấy chưa? Rồi xong. Bây giờ nói thiệt nói tới nói lui mấy thằng bê hường chịu hết nổi, dấu hỏi luôn. Thấy không? Mày giờ lạng quạng một vợ hai con mà sống kiểu Việt Nam đi làm lao động lao công vậy rồi làm sao con mình ăn học, gánh không nổi. Gánh không nổi là dấu hỏi hết. Thôi bình thường không có làm gì nổi hứng, dấu hỏi hết. Thấy không? Quẩy quẩy hồi biển nổi sóng, đụng vô nổi bọt lên. Mày cả chớn nổi dậy. Thấy không? Mày đọc comment một hồi nổi điên. Thấy không? Xong xuôi nói một hồi gần ghê quá, nói chuyện mà nổi gân luôn. Thấy chưa? Mày nổi mụn luôn, vòng tới vòng lui N10 TV nổi tiếng. Đó là dấu hỏi hết. Rồi xong. Nổi đó là nổi dấu hỏi. Bây giờ cái nổi dấu ngã. Bây giờ nổi dấu ngã đúng không? Nổi dấu ngã sao? Cái nào mà mang tính biểu cảm? Biểu cảm của con người á, không phải bất thình lình mà nó thuộc về sâu thức ở trong con người của mình á, là dấu ngã hết. Cái khổ nổi, cái nỗi khổ đến nỗi nào tôi làm gì nên nỗi mà chửi tôi. Cái nỗi lòng của tôi, nỗi niềm mơ ước, nỗi ước ao, cái nỗi nhục này, nỗi oan bao giờ tả xiết, cái nỗi hận này sẽ nhớ muôn đời. Không, em ơi nỗi nhớ dịu em, nỗi nhục, cái nỗi nhớ, cái nỗi niềm, cái nỗi buồn là dấu ngã hết. Nỗi nóng là dấu hỏi, nổi lên mà phùng lên, tự động phùng lên là thấy được ở bên ngoài. Còn cái gì thuộc về cảm xúc ở trong nỗi oan của chị Hằng, không, đó là nó thuộc về trong bụng của mình, trong cái cảm xúc của mình đó, là dấu ngã. Hai chữ nổi đó, một chữ nổi thuộc về bên ngoài thấy được, chơi chọi chơi nổi hiện lên nổi lên là bên ngoài, yếu tố thuộc về bên ngoài là dấu hỏi. Còn cái gì mang cái tính ở trong lòng mình á, cái cảm xúc của mình á, biểu cảm á, nó là dấu ngã. Nỗi khổ không đến nỗi nào đâu, làm gì nên nổi. Cái nỗi lòng là dấu ngã, suốt ngày làm chuyện nông nổi. Không, còn cái nỗi buồn á, là nó trồi lên, buồn ở đâu lồi lên thì nó phải là dấu hỏi. Nỗi cô đơn trong lòng là dấu ngã.